Và hai món đã lên. Bên phía tay trái là đậu hũ kỳ cuộn tôm chiên, tay phải là xíu mại thịt cua ha. Đây, mình quay cận cảnh nè. Ở đây có tất cả ba cuốn đậu hũ kỳ cuộn tôm chiên sắc thành 6 miếng. Cái này nó tương đương với củ long quán ha, củ long quán cũng kích cỡ như vậy nè. Ở đây giá nó cao hơn chút xíu, như mình nhớ là củ long quán 55 ngàn thì phải, ở đây 60 ngàn rồi. Còn đây là xíu mại thịt cua nè, được 4 viên ha, 55 ngàn đồng. Mình đã ăn xong cái một chiếc há cạo bích ngọc thì nhận xét thế này, cái lớp vỏ áo bên ngoài á mỏng, khá là trong ha. Ở bên trong chủ yếu là nhân tôm, rồi cái phần cà rốt sắc sợi ăn nó sẽ sực sực, phần tôm thì bữa giờ ăn là vẫn ngon rồi, tôm tươi ngọt thịt. Và đây món thứ ba, chân gà hấp tàu xì các bạn, 55 ngàn đồng thì phải. Chân gà hấp tàu xì ở đây có vị đậm đà các bạn, đúng là đậm đà. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 10 tháng 12 năm 2019 và mình đang có mặt ở trên cầu Nhị Thiên Đường, quận 8. 2 ngày hôm trước mình đã đi ăn điểm tâm Tiến Phát ở số 18 Chí Hòa, quận 5. Mình khá là thích tiệm Tiến Phát ở chỗ không gian làm chiếc người hoa và cung cách phục vụ của nhân viên, nói chung rất là thân thiện và nhiều nụ cười. Hôm đó thì mình ăn tất cả là 4 món, gồm có bánh cuốn tôm tươi nè, bánh bao liễu xa nè, rồi bánh bao Thượng Hải và một tô hủ tiếu đặc biệt. Mình thích cái phần bánh cuốn tôm tươi, bánh bao liễu xa. Và hôm nay mình quyết định trở lại Tiến Phát để ăn thêm các món khác nữa, chẳng hạn như là há cảo sò điệp, đậu hũ kỳ cuộn tôm chiên, cũng có thể là há cảo tôm, chân gà hấp tàu xì, và có thể sẽ thêm một số món khác. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi ha. Mình thu âm ở đây hơi ồn chút xíu. Và đây Tiến Phát ở số 18 Chí Hòa, quận 5 các bạn. Bữa nay ít khách hơn, bữa chủ nhật đông quá. Nói là không bằng chủ nhật chứ thấy cũng đông lắm các bạn. Và đây là trên tầng 1 các bạn, tầng 2 đã đóng rồi. Món đầu tiên mình gọi là món đậu hũ kỳ cuộn tôm chiên. Món này có giá là 60 ngàn đồng ha. Ở đây họ không tính VAT và cũng không tính phí phục vụ nha các bạn. Giá này giá thực trả đó. Món thứ hai là xíu mại thịt cua, giá 55 ngàn đồng. Toàn bộ thực đơn của Tiến Phát hôm qua, đầu 2 hôm trước mình đã ghi hình rồi ha. Các bạn xem lại video cũ nha. Vẫn là thích cái ấm trà nóng nè, mới ngồi vô được ấm trà nóng uống rồi. Và hai món đã lên. Bên phía tay trái là đậu hũ kỳ cuộn tôm chiên, tay phải là xíu mại thịt cua ha. Đây mình quay cận cảnh nè. Ở đây có tất cả ba cuốn đậu hũ kỳ cuộn tôm chiên sắc thành 6 miếng. Cái này nó tương đương với củ long quán ha, củ long quán cũng kích cỡ như vậy nè. Ở đây giá nó cao hơn chút xíu, như mình nhớ là củ long quán 55 ngàn thì phải, ở đây 60 ngàn rồi. Còn đây là xíu mại thịt cua nè, được 4 viên ha, 55 ngàn đồng. Sốt mayonnaise ăn với đậu hũ kỳ của tôm chiên. Ở đây có ớt sắc, rồi mình cho vào nước tương và giấm. Đó. Bây giờ mình đầu tiên sẽ ăn cái phần đậu hũ kỳ của tôm chiên. Mình đã ăn xong hai phần
hai miếng đậu hũ kia của tấm chiên nha. Nói chung là ngon các bạn. Cái phần đậu hũ kia nó ôm sát luôn cái phần tôm, tôm tươi khá là nhiều. Cái khẩu phần này mình thấy là bằng với Cửu Long Quán á. Nói chung là cái phần đậu hũ kia giòn mà không có bị vỡ vụn. Ăn vào là ăn hết luôn cái miếng đó luôn. Cái phần sốt mayonnaise ở đây chua chua, ngọt ngọt béo béo. Thì đó là ngon. Cái phần này thậm chí còn làm còn tốt hơn so với khách sạn Windsor Plaza ở nhà hàng Ngân Định đó, bởi vì ở Ngân Định nó sẽ bị hơi bị vỡ vụn ra chỗ cái lớp tàu kỳ, ở đây nó bị vỡ vụn ra đó, nó thành công ở chỗ đó. Đây mình quay cận cảnh nè, tiếc là rất là khó để quay thấy được cái phần tôm các bạn đó. Xé nó ra hả, để mình thử coi. Đây mình xé cái phần lớp tàu hủ kia ra nè các bạn. Ăn không cái lớp tàu hủ kia, ăn béo béo giòn giòn ngon lắm. Đó, cái phần tôm nó trắng vậy nè, trắng trắng hồng hồng nè ha. Và trong đây thiếu ánh sáng nữa mà nằm từng một. Tiếp theo là xíu mại thịt cua ha. Rồi mình ăn thôi. Mình đã ăn hết một viên xíu mại thịt cua. Đầu tiên phải nói là ngon nha. Cái cảm nhận của mình như thế này nè. Đầu tiên là cái phần tôm, phần thịt, mình cảm nhận tôm thịt rất rõ. Cua thì cảm nhận hơi khó đó. Nhưng mà cái sự hòa quyện nó tạo cho nó một cái độ chặt rất là chặt. Cái phần thịt đó ăn cảm giác nó dai dai, ăn rất là đã miệng. Vị cơ bản là ngọt ngọt mặn mặn nhưng mà rất là dịu các bạn, nhẹ lắm. Rồi thêm cái phần nấm đông cô nữa. Tuy nhiên cái mùi nấm đông cô sẽ không có thơm lắm đâu, bởi vì chỉ có một miếng rất là nhỏ thôi. Mình ăn cái này mình thấy nó ngon các bạn. Chấm thêm phần giấm để tươi vô tuyệt. Ớt cay cay nữa. Đây để mình tiến sát gần hơn, mình quay cận cảnh các bạn. Mình mới xẻ ra một viên làm hai. Đó các bạn thấy phần bên trong đó ha. Ở đây chủ yếu thấy thịt, thấy tôm. Còn cái phần cua rất khó để nhận ra. Bạn thấy rõ ha. Hơn 11 giờ rồi, khách vẫn vô liên tục. Nó là tiếng phát thành công thiệt. Hôm nay ăn ở tiếng phát á, thì ít khách hơn ha, ít khách hơn chủ nhật thôi. Và mình có để ý thế này nè, mấy em đó chăm trà cho mình nữa. Cái điểm này cũng chính là cái điểm mà anh Trương Cẩm Cường ở nhóm chợ lớn Super Night thích. Mình cũng thích điểm này. Nó giống như cách phục vụ của một cái nhà hàng 3 sao 4 sao. Ít ra mà nói đó là sự chăm chút, sự tỉ mỉ trong cái cách phục vụ, quan tâm đến khách đó. Cho nên mình nói là cái điểm cộng này rất là lớn ở tiếng Pháp mà mình không thấy được ở một số nhà hàng hoặc là quan điểm tầm khác. Đáng để ghé đến đó. Món thứ ba mình gọi là chân gà tàu xì nha, 55.000 đồng. Món này là theo yêu cầu của anh Trương Cẩm Cường. Anh nói mình đi ăn thử trước. Rồi, để thử coi như thế nào. Món thứ tư là bánh xốp trứng gà 60.000 đồng. Mình nói là phân vân với bánh dừa Hồng Kông nữa, 45.000 đồng. Tuy nhiên chọn một món thôi, bánh xốp trứng gà nha. Ở đây mở cửa 365 ngày một năm các bạn, có nghĩa là không có ngày nghỉ nha. Và nhân viên phục vụ đây khoảng độ 50 người vậy đó, em này em nói nè. Và mình tiếc cái là họ chỉ mở cửa từ sáng tới khoảng độ 12 giờ trưa thôi, không có mở buổi chiều, buổi tối, uổng ghê. Ở đây là số điện thoại này nha, 028 mã số Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi 8536217. Ủa vậy là sao ta? Đúng rồi, 028 8536217 nha. Đó, trong trường hợp các bạn cần đặt trước cho một gia đình lớn, email đó nè. Và đây món thứ ba, chân gà hấp tàu xì các bạn, 55.000 đồng thì phải. Chân gà hấp tàu xì ở đây có vị đậm đà các bạn, đúng là đậm đà. Nó sẽ nghiêng về cái phần độ ngọt hơn. Và cái phần chân gà này ăn mềm. Cái phần bên trong nó dai dai nữa.
Nói chung mình cảm thấy phần này được. Để mình chấm thử cái phần nước tươi và nước giấm thử nha. Ở đây theo mình điểm là có khoảng độ hơn 2 cái chân gà ha, chặt ra từng khúc vậy đó. Thì nếu các bạn để ý là thường mình đi ăn điểm tâm, ít khi nào mình ăn cái món này là bởi vì ở nhà mình thích cái món này nó hầm với thuốc bắc hơn. Thích cái phần hầm hơn chứ cái phần tàu xì thì mình không thích bằng. Do đó cái việc cái nhận xét của mình đó, đây là lần thứ hai hay lần thứ nhất vì mình ăn cái món chân gà tàu xì. Cái nhận xét của mình nó sẽ chưa có đạt được cái chuẩn. Ngon thì mình thấy ngon đó, nhưng mà ngon như thế nào không? Và để so sánh với cái nhà hàng khác thì chắc họ phải ăn thêm một số nhà hàng khác nữa. Rồi, cơ bản là vị đậm đà ha, nghiêng về vị ngọt ha. Cái phần lớp da bên ngoài nó mềm mềm, trong nó giòn giòn sực sực cái kiểu như cái sụn á. Đó, chấm với cái phần nước giấm cho nó chua chua, ăn với phần ớt cay thì sẽ thấy ngon. Rồi, đó, giờ nhân viên thấy rảnh hơn nè. Ở đây có máy lạnh ha. Và đây là món thứ tư nè, bánh xốp trứng gà được 3 cái ha, hình như là 55.000 đồng thì phải. Cuối cùng ra cái bill mình sẽ tổng kết luôn ha, ăn thôi. Mình còn gọi thêm món thứ năm nữa là há cảo ngọc bích gì đó. Mình đã ăn hết một chiếc bánh ha, nhận xét thế này các bạn. Cái phần vỏ bánh giòn giòn, họ thành công trong cái mảng cái vỏ bánh này nó không có bị rã ra. Nói chung là đưa vô miệng là ăn hết luôn á, không có bị tách ra từng miếng, bị dạng như rời rạc ra đó. Cái phần nhân của họ, cái mùi thơm thì nói chung nhẹ thôi, độ ngọt cũng vừa phải. Tuy nhiên nếu mà cái mùi thơm của cái lớp trứng này á, nó đậm đà hơn, nó rõ ràng hơn chút xíu nữa sẽ ngon hơn. Cái độ thơm của cái mùi trứng này vẫn chưa đạt được cái độ tới của ngày xưa. Hồi xưa phải nói là ở quận 11 nghe đường Sớm Đức có người làm bán bánh trứng này rất là ngon, mùi thơm lắm. Bây giờ mình đi ăn nhiều nơi rồi vẫn không thấy được lại được cái mùi của ngày xưa. Phải nói là ẩm thực của bây giờ so với ngày xưa đúng là thay đổi khá là nhiều. Rồi, mình đợi món thứ năm nữa. Ở đây nhân viên học một tháng họ làm 28 ngày các bạn, không phải 26 ngày nha. Đó, đồng phục. Và đây là món cuối cùng các bạn, há cảo bích ngọc. Ở trong đây thì em đó nói là có tôm, có cà rốt, có đậu hòa lan nữa. Tuy nhiên bích ngọc thì không phải lên cái màu bích ngọc ha. Rồi, cơ bản món này là 53.000 đồng. Một màu trắng, trắng không à, cho nên khó ghi hình các bạn nha. Rồi, mình sang đây. Mình đã ăn xong cái một chiếc há cảo bích ngọc. Thì nhận xét thế này, cái lớp vỏ áo bên ngoài á, mỏng, khá là trong ha. Ở bên trong chủ yếu là nhân tôm. Rồi cái phần cà rốt sắc sợi ăn nó sẽ sực sực. Phần tôm thì bữa giờ ăn là vẫn ngon rồi, tôm tươi ngọt thịt. Rồi cái đậu hòa lan thì ít lắm, cho nên không có cảm giác được cái vị của đậu hòa lan đâu. Tuy nhiên khi mà dùng cái từ là há cảo bích ngọc á, thì mình cảm thấy nó như là này là ngọc trong chứ không phải là cái màu bích. Nếu mà họ sử dụng một cái loại thực vật khác tạo cho cái lớp vỏ áo có một cái màu bích ngọc thì sẽ hay hơn. Rồi, coi như các bạn đã thấy nè ha, gần như là mình đã ăn hết những cái món chính của họ. Cơ bản mà nó điểm tâm như vậy thôi, hoặc là tôm, cua, hoặc là thịt trộn chung với nhau. Qua hai video các bạn có thể cảm nhận rõ về cái ẩm thực của tiếng Pháp. Rồi thôi, mình ăn hết đây, sau đó sẽ ra cái bill cuối cùng luôn. Màu trắng rất là khó quay các bạn nha. Đó, cố gắng rồi đó. Liên tục. Vẫn là cái ấm trà được chăm mới liên tục và nóng các bạn. Mình ăn hết hai chiếc há cảo bích ngọc thì mới để ý là bên trong có thêm cái phần sò điệp các bạn nha. Sò điệp nó sắc ra nhỏ nhỏ đó, cho nên cảm giác là nó hơi khó để cảm vị.
Thì ăn một hồi sẽ cảm giác được cái xoài điệp. Ơi, còn hai cái món bánh trứng xốp kia mình sẽ mang về. Và đây là phần biên nhận ha. Đầu hủ kia cuộn tôm chiên 60 nè, xíu mại thịt cua 55 nè, chân gà tàu xì 55 nè, bánh xốp trứng gà 60 nè, há cạo bích ngọc 53. Tổng cộng mình trả là 283.000 đồng. Ở trên kia có số điện thoại di động để đặt bàn nữa. 0913 136031. Một tháng nhân viên làm 28 ngày, mình cảm thấy cái số lượng này tương đối là nhiều á. Mình đã ăn xong cái phần điểm tâm ở nhà hàng Tiến Phát ha, cũng như lần trước, cái thích nhất là phục vụ. Thì nói về tiền tip chút xíu các bạn. Ở đây họ không có đặt một cái thùng tip dành cho toàn bộ nhân viên như quy định là vậy, nhưng mà thấy là tại chỗ thông ngưng á có một cái hũ giống như cái hũ mà đựng trao vậy đó, nó nhỏ lắm các bạn, thì mình có cho tiền tip vào. Các bạn để ý sẽ thấy ha, nói chung là đáng để gửi tiền tip cho các bạn này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Đây là cái góc để tiền tip nè các bạn đó. Thôi, mình đi về đây. Các bạn, mình nhận xét thêm chút xíu nữa. Ở đây gửi xe là 5.000 đồng các bạn nha. Và nhân viên gửi xe cũng lịch sự luôn, họ chào mình và dẫn xe rất là đàng hoàng. Điểm thứ hai nữa là mình quên nhận xét về nhà vệ sinh. Ở đây có hai nhà vệ sinh nằm ở từng trệt và đều sạch sẽ cả, mặc dù diện tích hơi nhỏ. Cho nên đôi khi nếu mà thứ bảy chủ nhật mà đi đông quá mà ăn mà cần sử dụng nhà vệ sinh thì nó hơi bất tiện chút xíu. Mình nghĩ là sẽ phải gia tăng thêm cái nhà vệ sinh, chứ hai cái chắc nó không đủ vào ngày thứ bảy chủ nhật đâu. Do đó khi các bạn đi ăn rơi vào thứ bảy chủ nhật, nhớ cũng tranh thủ đi vệ sinh nhà trước đã ha. Đó. Ơi, một buổi trưa yên bình, quận 5.